chỉnh sửa cây xanh quê Ba Vì, dáng trực, lá đẹp theo phong cách tự do là nội dung YouTube cây cảnh Phủ Quảng xin trân trọng gửi tới các bạn ngày hôm nay. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi quá trình chỉnh sửa. Với thời gian khá là lâu nên mặt bệ cũng đã có những cái sự lún và cần phải chỉnh sửa. Đồng thời hệ thống tay cành thì như các bạn theo dõi trên màn hình phát triển rất là tốt. Chính vì vậy là thêm một lần nữa để hoàn thiện cây, YouTube cây cảnh Phủ Quảng phải tiến hành xử lý lại. Và đây là một trong những cái quá trình mà YouTube cây cảnh Phủ Quảng tiến hành xử lý lại toàn bộ hệ thống mặt bệ và hệ thống tay răm. Mời các bạn tiếp tục theo dõi quá trình chỉnh sửa đối với cây xanh quê này. Vâng, có thể nói là quá trình làm lông rất là vất vả vì các bạn cũng biết đối với dòng xanh quê mà lá nhỏ như thế này, việc lấy lá xuống không cẩn thận thì cũng sẽ mất đi một cái khối lượng răm khá là lớn. Đây là toàn bộ cái hình ảnh của cây xanh quê sau khi đã được chỉnh sửa qua hệ thống lá và qua một cái thời gian dài chăm sóc. Bây giờ thì với cái quan điểm đó là chơi theo cái thể loại dáng tự do, hay nói cách khác là theo cái quan điểm của cá nhân, thấy đẹp là chơi và ta xử lý theo cái hướng là thuận mắt ta, thuận mắt người chơi. YouTube cây cảnh Phủ Quảng tiếp tục xin phép được tiến hành chỉnh sửa cây xanh quê này. Thank you.
Thank you.
Vâng, thưa các bạn, đây là toàn bộ hình ảnh của cây xanh quê đã được chỉnh sửa. Với phương án xây dựng một cây xanh quê theo phong cách tự nhiên như thế này, qua quá trình chỉnh sửa, điểm mạnh và điểm yếu rất mong được sự đóng góp của các bạn giúp cho cây ngày càng hoàn thiện hơn. Trân trọng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đến với kênh YouTube Cây Cảnh Phục Quảng. Trân trọng cảm ơn.